Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Gần đây thì các bạn sẽ thấy là Mercedes-Benz sẽ cho ra những cái chiếc xe điện ha, liên tục luôn các bạn. Và gần đây nhất là cái chiếc xe EQB 250, EQE 500 hoặc là EQS 500 SUV. Tất cả chiếc xe của chúng ta đều là SUV hết. Xe SUV bây giờ là cái chiếc xe mà được rất là nhiều những khách hàng tin tưởng và chọn lựa ha. Thì cái chiếc xe điện của chúng ta lại tiếp tục cho ra cái chiếc xe phiên bản SUV. Và điển hình ngày hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe Mercedes EQE 500 SUV này. Có thể nói là rất là phù hợp, cũng như là về cái giá bán nó cũng rất là thoải mái tại thị trường Việt Nam mình. Trên tay của Duy là chìa khóa của chiếc xe EQE 500 SUV này. Thì các bạn sẽ thấy cái chìa khóa này nó cũng không có khác gì so với lại cái chìa khóa của những cái chiếc xe Mercedes chạy xăng ha. Đó, nhưng mà cái kiểu dáng của cái chiếc xe EQE của chúng ta thì khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết đây là cái chiếc xe điện rồi. Bởi vì là EQE hoặc là EQS sẽ có một cái thiết kế coi như là nhìn vào là các bạn biết là xe điện thôi. Bởi vì là chúng ta sẽ nhìn vào này các bạn, lưới tản nhiệt bây giờ là nó sẽ được thiết kế là bích luôn, sẽ không có những cái lỗ hở giống như là xe xăng để mà chúng ta thông gió ha. Thì thực sự là những cái chi tiết mà bích như thế này giúp cho các chiếc xe của chúng ta giảm bớt cái lực cản gió ha. Đó là lý do tại sao các chiếc xe những chiếc xe điện thường có cái chỉ số mà khí động học hoặc là chỉ số cản gió thấp hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe xăng. Đó, đèn xe của chúng ta thì vẫn như những cái thiết kế mà Duy đã chia sẻ cho các bạn trước đây ha. Đèn xe được kéo dài từ bên trái sang bên phải luôn. Phần đèn xe của chiếc xe EQE 500 SUV này, đây là cái đèn pha Digital Light. Đây là cái đèn xe có thể nói là tiên tiến và hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ, cũng như là hiện đại nhất trong nền công nghiệp ô tô ha các bạn. Bên trong cái bóng đèn pha này có tổng cộng là 1,3 triệu tấm gương lật để giúp cho cái chiếc xe của chúng ta hoạt động tốt trong mọi cái điều kiện đường xá cũng như là thời tiết khác nhau. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở phía trước cái logo Mercedes của chúng ta là có một cái camera ở đây. Đây là cái hệ thống camera 360 độ ha, giúp cho cái việc lái xe của chúng ta có thể là quan sát được toàn cảnh, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ở đây có một cái logo 3D ha, mặt kính ở bên trong là nó sẽ có là cái hệ thống radar giúp cho cái chiếc xe của chúng ta có thể là giữ khoảng cách hoặc là các tính năng hỗ trợ lái xe khác nữa ha. Đi sang bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe EQE 500 SUV của chúng ta sẽ có một cái thiết kế thật sự nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, chiếc xe này Duy nghĩ là nếu mà đẹp nhất thì chúng ta sẽ nhìn từ bên hông ha. Đó, điển hình là chúng ta sẽ thấy một cái bộ mâm rất là lạ ha. Nhìn vào là chúng ta sẽ biết đây là những cái chiếc xe rất là tương lai rồi. Cái mâm xe của chúng ta thì có rất là nhiều những cái logo của Mercedes-Benz đây ha. Đó, thực sự đây là một cái nắp bằng nhựa thôi các bạn. Đó, nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rất là ấn tượng ha. Duy nghĩ là cái bộ mâm này khi mà chạy ở ngoài đường thì Duy nghĩ là có rất là nhiều những cái chiếc xe sẽ ngoái nhìn cái chiếc xe của chúng ta ha. Bởi vì trông nó rất là lạ mắt luôn. Lớp xe của chúng ta nó đến từ là Goodyear và kích thước của lớp là 255/45R20. Và bánh trước và bánh sau của chúng ta sẽ có cùng một cái thông số kích thước lớp luôn các bạn nha. Đối với hệ thống treo của EQE 500 SUV này là hệ thống treo thích ứng các bạn, bằng lò xo và thủy lực. Đó, nó cũng giống như những cái hệ thống treo thông thường thôi. Ở đây có một cái logo của EQE ha, trông rất là đẹp mắt luôn. Và đối với gương chiếu hậu của chúng ta thì sẽ được bắt lên trên cái cửa xe, giúp cho cái việc mà khi chúng ta quan sát ở bên ngoài á, sẽ hạn chế cái điểm mù ha. Và chiếc xe của chúng ta thì trông rất là thể thao và cá tính hơn. Các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa của EQE 500 này được ẩn vào bên trong luôn. Khi mà chúng ta tới gần ha thì có thể là chúng ta chạm vào thì tay nắm cửa sẽ được đưa ra ngoài. Đó, đây là những cái thiết kế mới hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó vừa hiện đại và có thể là giảm cái chỉ số cản gió cho các chiếc xe của chúng ta luôn. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nắp rất là giống như nắp xăng các bạn, nhưng mà xe của chúng ta là xe sạc điện ha. Thì đối với những cái thương hiệu xe khác thì Duy thấy là cái chỗ sạc điện thì có thể là bố trí ở phía trước, nhưng đối với những cái dòng xe Mercedes-Benz, những dòng xe điện của chúng ta, cái vị trí sạc điện vẫn đặt ở phía sau giống như những chiếc xe xăng. Đó, thì Mercedes-Benz tính toán là có thể là ở cái vị trí này là cái vị trí mà thuận tiện nhất cho chúng ta khi mà chúng ta cần sạc điện ha. Đi ra phía sau thì chúng ta sẽ thấy EQE 500 của chúng ta có đuôi xe rất là đẹp và cực kỳ ấn tượng luôn các bạn. Và Duy nghĩ là những cái chiếc xe mà khi mà đi từ phía sau của chiếc EQE 500 này thì kỳ điều cũng phải là ồ lên. Bởi vì là các bạn sẽ thấy nè, cái đuôi xe được thiết kế rất là tối giản, gọi là liền mạch luôn các bạn. Sẽ không thấy là nó có những cái chỗ nào lồi lõm không. Được thiết kế rất là bằng phẳng, rất là nuột nà luôn. Đèn xe cũng là những cái dạng xoắn ADN ha.
Đó, đây là một cái thiết kế chung của những cái dòng xe điện rồi. Và đèn xe thì được nối liền từ bên trái sang bên phải luôn. Ở đây có một cái logo EQE500 và ở đây là có chữ Formatic, đồng nghĩa với việc là cả chiếc xe EQE500 Formatic của chúng ta được trang bị là hai motor điện, một motor điện ở cầu trước và một motor điện ở cầu sau, giúp cho cái việc vận hành của chiếc xe này nó sẽ bám đường và coi như vận hành tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe chỉ vận hành cầu sau thôi các bạn nha. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ thấy ở đây có cái logo Mercedes-Benz ha, chúng ta chỉ việc ấn vào thôi là cốp xe của chúng ta được bật lên. Khá là rộng rãi luôn ha các bạn. Ở bên trong này có rất là nhiều những cái đồ, bởi vì là xe này là xe mới từ kho về, cho nên các bạn sẽ thấy có rất là nhiều, còn để đồ rất là tung tung luôn. Và bây giờ Nhi sẽ mời các bạn xem khoang bên trong nội thất của cái chiếc xe EQE500 SUV này luôn. Một cái khoang nội thất phải nói rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và Nhi nghĩ là lần đầu tiên nếu mà người thân của chúng ta bước lên chiếc xe này đều cũng phải là ồ, phải ngạc nhiên. Bởi vì những cái đèn trang trí nội thất nè, cũng như là những cái phần thiết kế của chiếc xe EQE500 SUV này, thật sự là một cái chiếc xe rất là tương lai luôn và không giống bất kỳ một cái chiếc xe nào mà các anh chị các bạn đã nhìn qua ha. Thật sự các bạn, nếu là một người mà thích lái xe như Duy các bạn thì Duy sẽ chọn cái xe EQE500 SUV này hơn là Duy sẽ chọn cái xe EQS 450, bởi vì là Duy cảm thấy là cái kích thước của cái chiếc xe này hơn 4m9 các bạn thì nó sẽ rất là phù hợp với gia đình của Duy, cũng như là Duy thường xuyên di chuyển ở thành phố cho nên là Duy sẽ không cần một cái chiếc xe nó quá to đâu. Đó, chiếc xe EQE500 này thật sự với cái tỷ lệ thiết kế của nó, với cái kiểu dáng cũng như là cái kích thước thì Duy thấy nó rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp, rất là hài hòa luôn các bạn. Duy sẽ nói về cái phần mà táp lô ở phía trước này. Các bạn sẽ thấy là cái khu vực táp lô này nó rất là giống như chiếc xe gì các bạn? Nó rất là giống như những cái dòng xe S-Class ha. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái màn hình thác đổ nè, nó rất là đẹp luôn. À, đây là cái màn hình OLED cho nên là cho chúng ta cái cảm giác là nhìn nó rất là mượt mà cũng như là rất là nét luôn. Và khi mà chúng ta đi vào buổi trưa các bạn, ở đây nắng xuống ha, thì cái màn hình của chúng ta vẫn rất là sắc nét luôn ha, chúng ta sẽ không có bị mờ cái màn hình đi. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái màn hình, nó thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là hay ha. Đối với cái dòng xe điện thì nó sẽ có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng gì mà thông minh và hiện đại nhất của Mercedes-Benz luôn các bạn. Nó cũng giống như là một cái chiếc xe xăng thôi, chỉ có điều là bây giờ là chúng ta sẽ không có đổ xăng và chạy, và đây là cái động cơ điện thôi. Thì các bạn biết rồi, động cơ điện thì lúc nào nó cũng sẽ êm ái, nó sẽ không có tiếng ồn nè, nó sẽ không có độ rung nè. Khi mà chúng ta nổ máy lên thì hầu như là chúng ta sẽ không biết là cái chiếc xe đã được nổ máy đâu. EQE500 của chúng ta thì được trang bị cái tính năng là hiển thị thông tin trên kính chắn gió ha các bạn. Head-up display, đây là một cái tính năng có thể nói là không phải là mới lạ nữa ha, được trang bị trên cái chiếc xe EQS500 này. À, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây đó, cái cốp, khi mà Duy bấm cái cốp các bạn thấy cái cốp xuống, đi xuống từ từ ha, rất là sang trọng luôn, rất là êm đó. Và bên trong này sẽ có một cái chỗ để chúng ta để nước hoa ha. À, Duy sẽ đóng lại nè. Thật ra là những cái mà nút bấm ha, những cái mà cái hộc để đồ các bạn, khi mà chúng ta cần mở các bạn thì nó cho một cái cảm giác nó rất là mượt mà và rất là êm ái ha. Đây là một cái mà Duy nghĩ là rất là tinh tế của Mercedes-Benz luôn, và hầu như là những cái dòng xe từ mà phân khúc thấp nhất đến phân khúc cao nhất thì nó đều có những cái trải nghiệm như thế này các bạn, chứ không phải là cái chiếc xe của chúng ta quá đắt tiền thì nó sẽ mới mượt mà, còn những cái chiếc xe mà không đắt tiền thì nó sẽ không mượt mà, thì nó không phải nha. Nếu các anh chị các bạn nào đã sử dụng những cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi ha các bạn, thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái này, những cái thiết kế của Mercedes-Benz thật sự nó rất là hay luôn. Đó, các bạn sẽ thấy tiếp theo nữa là cái khu vực này, đây là cái khu vực máy lạnh của xe ha, cũng như là đây các bạn có một cái tuabin ở đây ha, ở bên này cũng có một cái tuabin. Đó, thì cái phần thiết kế của máy lạnh của chiếc xe nó được thiết kế rất là liền lạc và tối giản luôn các bạn sẽ không thấy là những cái hộc gió máy lạnh giống như hồi trước đây nữa ha. Nhìn nó rất là tinh tế luôn các bạn, nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là hay ha. Phía này nó sẽ có một cái đèn led nè, đèn led này là led adaptive ambient light các bạn nha. Đây là hệ thống đèn led thích ứng ha, nó sẽ báo hiệu cho chúng ta khi mà cùng với lại cái hệ thống cảnh báo điểm mù, để giúp cho cái việc mà lái xe của chúng ta được quan sát nó được coi như là kịp thời, coi như là an toàn hơn rất là nhiều ha. Đó, bên trong này thì các bạn sẽ thấy là có một cái sạc điện thoại không dây. Đó, có hai cái USB Type-C để cho chúng ta có thể là sạc điện thoại ở đây nè, hai cái chỗ để chúng ta để cốc nè ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở bên trong hộc này cũng có thêm hai cái USB nữa ha.
đó, các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều vị trí để chúng ta sạc. Đối với cái chiếc xe này, bạn EQE500 này thì được đặt thêm cái hệ thống ghế da nắp ba, cho nên là khi mà Duy ngồi vào nó sẽ cảm giác rất là mềm, rất là êm ha. Đó, trên cái ghế của chúng ta các bạn sẽ thấy là có những cái chi tiết mai quả trám cũng như là có những cái chi tiết đục lỗ như thế này. Đó, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị cái tính năng sửa ghế và làm mát ghế luôn các bạn nha. Đây là một cái tính năng mà Duy nghĩ là rất là nhiều các anh chị khách hàng thích ha. Đó, bởi vì là chỉ có những dòng xe sang, những dòng xe rất là cao cấp các bạn mới có trang bị cái tính năng làm mát và thông gió cho cái ghế ha. Chỉ ghế trước thôi các bạn nha. Đối với ghế sau thì hiện tại là chưa có trên cái phiên bản EQE 500 này. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là EQE 500 SUV này được trang bị cái cửa sổ trời toàn phần ha, giúp cho cái không gian nội thất của chúng ta thêm cái phần hiện đại ha. Thật sự thì đối với cái hệ thống mà cửa sổ trời toàn phần này các bạn thì Duy nghĩ ở Việt Nam hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn thì ít khi sử dụng tới, nhưng đối với những cái chiếc xe cao cấp như thế này thì hầu như là các anh chị khách hàng đều quan tâm. Chiếc xe EQE 500 SUV này được trang bị hầu hết tất cả những cái tính năng để hỗ trợ lái cho người lái của chúng ta ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là hệ thống bám đuôi ha, hay là gọi là Disconnect các bạn. Thì khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc ha, chúng ta mới sử dụng cái tính năng này đó, giúp cho cái việc lái xe của chúng ta không cần phải đạp ga nữa các bạn. Đó thì xe của chúng ta sẽ chạy đi theo chiếc xe phía trước ha. Đây là một cái tính năng mà Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi ha. Một cái nữa là tính năng tránh va chạm các bạn. Đó thì EQE của chúng ta sẽ có hệ thống phanh chủ động nè. Đó, trong những cái trường hợp mà chúng ta lơ đễnh trong cái việc lái xe hoặc là chúng ta nghe điện thoại ha, mất tập trung thì có những cái trường hợp khẩn cấp cần xảy ra thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ phanh lại ha, giúp cho cái việc mà lái xe nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là hệ thống giám sát làn đường. Đó, khi chúng ta cán lên làn đường các bạn thì cái xe của chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta ha, bằng một cái âm thanh hoặc là một cái nhắc nữa là lắc nhẹ cái vô lăng các bạn, để mà cho chúng ta biết là chúng ta đang chạy lệch làn đường rồi. Và tiếp theo nữa là hệ thống cảnh báo điểm mù. Thì với tính năng này thì giúp cho cái việc mà chúng ta quan sát ở phía sau những cái khu vực mà những cái xe mà đi xe máy hoặc là xe ô tô đi phía sau chúng ta mà chúng ta không thể nào nhìn lên gương chiếu hậu các bạn, không thấy được trên gương chiếu hậu á, thì nó cũng sẽ báo cho chúng ta ở trên gương chiếu hậu bằng cái đèn tam giác nhấp nháy, hoặc là những cái đèn trang trí nội thất này nó cũng sẽ nhấp nháy lên luôn để mà cảnh báo cho người lái của chúng ta ha. Nó rất là an toàn luôn. Thực sự đối với những cái chiếc xe hiện đại bây giờ các bạn, những cái chiếc xe mới và đặc biệt là những cái chiếc xe điện, thì những cái hệ thống hỗ trợ lái hầu như là nó gần như là tiêu chuẩn luôn các bạn. Bởi vì đây là những cái chiếc xe điện, những cái chiếc xe tương lai, cho nên là Mercedes-Benz lúc nào cũng muốn cái chiếc xe nó cũng phải đầy đủ nhất có thể ha. Đó là một cái triết lý cũng như là một cái Mercedes hướng tới cho những cái dòng xe điện của mình. Và với EQE 500 SUV này thì việc trang bị hệ thống âm thanh gồm Boommaster 15 loa 710W là một điều không thể thiếu các bạn. Thì đối với các anh chị các bạn nào mà đã từng nghe cái hệ thống âm thanh của Boommaster rồi thì sẽ biết ha, một âm thanh rất là tinh tế và cực kỳ sắc nét luôn. Khi mà ngồi ở khoang sau của chiếc xe EQE 500 SUV này các bạn thì như thấy nó rất là khác so với lại những cái chiếc xe xăng ha. Bởi vì là xe của chúng ta sẽ sử dụng một cái motor điện ở phía trước, một cái motor điện ở phía sau và không có bô xe cũng như không có trục cạc đăng luôn. Cho nên là cái khu vực này các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ rộng hơn và thoải mái hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe xăng á, bởi vì chúng ta sẽ không có một cái gồ lên ở chỗ này ha. Đó, EQE 500 của chúng ta thì được trang bị cả hệ thống điều hòa máy lạnh ở phía sau luôn nè, các bạn thấy không? Đó, và khi mà một điều nữa bạn, Duy ngồi vào cái ghế ngồi của chiếc xe EQE 500 này, Duy thấy là cái ghế sau nó được thiết kế chủng, có nghĩa là mình ngồi vào nó sẽ ôm vào trọn cái người của chúng ta luôn các bạn. Đó, nó cảm giác là nó sẽ bo vào cái người của chúng ta luôn, rất là kiểu giống như là rất là thoải mái. Đó, Duy nghĩ là chiếc xe này khi mà chúng ta ngồi khoảng tầm 5 tiếng hoặc là 7 tiếng trên một cái đoạn đường dài thì Duy nghĩ nó cũng sẽ không có bị đau lưng ha. Đó, thì khi mà ngồi ở phía sau này các bạn thì Duy nhìn về phía trước thì Duy cảm thấy là ở đây có một cái ghế được thiết kế rất là hiện đại luôn, rất là đẹp mắt luôn các bạn. Đó, cái gối đầu nè các bạn không? Đó, cảm cái view mà khi mà chúng ta ngồi từ ở phía sau này nhìn về phía trước các bạn cũng cho một cái cảm giác nó thấy rất là khác so với những cái chiếc xe xăng ha, nhìn nó rất là đẹp mắt luôn các bạn. Đó, bởi vì đây là những cái thiết kế gần như là mới nhất cũng như là hiện đại của những dòng xe điện của Mercedes-Benz rồi. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là cũng có một cái chỗ tựa tay ha, cũng có một cái chỗ là để chúng ta để ly nước, cũng giống như những cái dòng xe khác thôi. Đây là những cái tính năng tiện nghi cơ bản rồi.
Thông thường các bạn thì khi Di giới thiệu cái phần động cơ của những chiếc xe xăng thì Di sẽ bật capo lên đó, cũng như là chỉ vào động cơ và giới thiệu cho các anh chị các bạn xem ha. Nhưng đối với lại những cái chiếc xe điện thì cái việc mà chúng ta mở cái nắp capo thì nhà sản xuất họ khuyên là chúng ta sẽ không có mở cái nắp capo này lên các bạn đó. Và cái việc mở nắp capo này chỉ dành cho những cái người thợ kỹ thuật thôi, khi mà họ cần kiểm tra thì họ sẽ bật lên đó. Thì đối với cái chiếc xe EQE 500 SUV này sử dụng hai cái động cơ điện các bạn, có công suất lên đến là khoảng 300 kW hoặc là tương đương với lại 400 mã lực, rất là mạnh các bạn nha. Và cái hệ thống pin này lên đến là 90 kWh, một lần sạc của chúng ta di chuyển khoảng tầm 500 km ha. Thật sự đây là một cái con số nó rất là ấn tượng cho một cái chiếc xe SUV to như thế này. Một cái điểm khác biệt nữa các bạn giữa các chiếc xe điện so với lại những cái dòng xe xăng, bởi vì là xe của chúng ta sẽ không có cái động cơ xăng đặt ở bên trong cái khoang này, cho nên là cái capo này hầu như là nó rất là trống trải luôn các bạn. Cho nên là việc mà nhà sản xuất họ trang bị một cái hệ thống lọc máy lạnh rất là đặc biệt cho cái chiếc xe EQE 500 SUV này. Đây là một cái bộ lọc HEPA đó, giúp cho cái không khí đưa từ bên ngoài vào bên trong cái khoang nội thất của chúng ta một cách sạch nhất có thể luôn các bạn nha. Các bạn biết rồi, việc mà chiếc xe của chúng ta bảo vệ môi trường ha, sức khỏe của cái người ngồi ở bên trong cái chiếc xe này cũng được Mercedes-Benz rất là chú ý luôn các bạn. Và các bạn biết các bạn, đối với các anh chị khách hàng mà có điều kiện các bạn, thì cái sức khỏe của chúng ta là một điều coi như là rất là quan trọng và được các anh chị khách hàng của bên Duy rất là chú ý luôn. Những cái dòng xe xăng các bạn sẽ không được trang bị cái bộ lọc HEPA này đó, bởi vì các bạn biết rồi, một cái động cơ, một cái bộ lọc HEPA nó rất là to luôn các bạn, nó dài tầm cỡ này luôn đó, thì không thể nào được bố trí ở bên trong khoang động cơ của những cái chiếc xe xăng được, và chỉ được bố trí trên những cái chiếc xe điện như thế này thôi. Với cái giá bán là 3.999.000.000 đồng thì các chiếc xe EQS 500 SUV 4MATIC này thực sự đây là một cái giá bán phải nói là rất là tuyệt vời luôn bạn. Và Duy nghĩ là đây là một cái mức giá rất là hợp lý dành cho các anh chị các bạn mong muốn sở hữu một cái chiếc xe điện, cũng như là dành chiếc xe điện này để mà trải nghiệm những cái cảm giác lái, những cái cảm giác mà những cái chiếc xe tương lai mang đến. Ok, để biết thêm cái chi tiết về cái mẫu xe EQE 500 hoặc là tất cả những cái mẫu xe Mercedes-Benz Duy thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.